Con này nhất con bị giống như hồi đó lúc mà con bị giống như ngủ thì nó bị đau cái cổ thôi. Rồi vì con dẫn đi tới ông thầy đó, ông đốt lấy cái cu cu, con không biết là đốt cái gì đó trên cái lưng của con, đốt cho nó nóng để chỉnh nó là cái xương sống nó bị lệch. Rồi bẻ rồi về nhà thì con quá đau, con chịu không nổi. Sáng hôm sau con hoành lại, con nói cái này là nó đau dữ lắm, con chịu không nổi, nó đau nhiều hơn là lúc trước đó. Thì thầy nói là tại vì không sao, mới chỉnh lại nó trở lại như vậy á thì nó sẽ đau rồi nó sẽ hết. Rồi cho con là thấy lấy mấy cái thuốc dầu mua ở đó thuốc để sức về xoa bóp cho nó hết, nhưng mà từ đó giờ 5-6 năm rồi không có hết. Con có đi về Mỹ, con có đi chụp MRI rồi, nhưng mà bác sĩ nói là nó bị bể cái giống như cái sớt này của mình nó bị rách ra, nó bị tụt xuống, thì mình phải mổ để mà giống như đỡ cái tay mình lên không có hoạt động nữa, để cho nó giữ cái đó lại mấy tháng thì nó sẽ trở lại. Nhưng mà con sợ con không mổ, con cứ đi châm cứu của bệnh viện bên của Hàn Quốc á, châm cứu rồi người ta dạy cho mình massage rồi dạy cho mình tập vật lý trị liệu thì nó đỡ thôi chứ nó không có hết. Rồi bây giờ em đứng lên em dở cái tay coi khó khăn hay chỗ nào. Dạ. Không có, thì em đau đó, em giờ em dở lên đi. Dạ, dở thì bình thường nhưng mà nó chỉ là nhức mấy cái khớp này, nó nhức cái đây. Sắc đồ không nổi. Với lại khi mà mình mà sắc đồ nặng thì nó không có lấy được. Ví dụ như em cầm cái cục đá nặng, có thấy cái sức nó bị yếu gì? Dạ, cục đó thì cầm bình thường. Mỗi cảm giác cái dài. Thôi cầm thử lên đi là. Thôi đau ê gì đó. Thấy bình thường. Dạ. Vẫn được như thường, không có vấn đề gì. Đó rồi cái tay đau sao? Đau. Thì nó bị nhức cái da của con, nhức cái này. Nhức cái bả dài. Khớp xương này. Rồi quay lưng lại đi. Rồi. Tay đi vòng lên. Rồi đưa lên. Rồi được rồi. Từ đó rồi cái tay này. Quá xa đúng không? Quá xa. Dạ. Tại vì khi làm vậy là nó rất đạo đi ha. Dạ. Như là cái lưng của con nó nhức lắm. Nó nhức cái chỗ, nó xương sống ở chỗ này. Rồi, bây giờ tôi phải sửa lại thêm mà lỡ tôi trật cái tay có chuyện gì sao? Con không muốn vậy. Con cho nó hết chứ không muốn mà lỡ nó bị nặng hơn nữa. Sợ bị nó nặng thêm á. Mà tinh thần của chân. Dạ. Thầy nói vậy là cô phải nói là tinh thần. Là đúng nha. Còn cái gì đó là nhiều khi gọi là tai nạn nghề nghiệp, có thể từ đó là trật luôn. Không, con nói là con tin thầy. Con tin thầy là gặp thầy sẽ hết. Ôi dạ. Dạ. Có duyên mới gặp chứ, con cũng mới về thôi mà thầy sắp đi rồi. Đúng rồi á. Đâu có dễ đâu mà gặp đâu được. Dễ dạ, từ bên đó qua về mà thầy bữa nay ngày cuối rồi, cho nên mình gặp được là có duyên rồi. Đi qua bên đó tìm lại. Oh, đi thầy đi bà cũng ra bậy bạ ở đây ha. Thì cứ đau, nghe đau, con đi lên thôi. Kiếm mai thầy cứ đi. Vậy dở tay dở chân coi sao này. Ồ, đau viêm không có sụi không? Dạ không. Cái đó đỡ hơn. Đỡ hơn chút. Rồi về đây mấy ngày? Dạ con về 2 tháng. Lên đi học đi. Đây là tay bệnh ha. Dạ. Rồi dở tay dở chân lại coi khác nha. Dạ. Chưa được nhéo cổ rồi đó. Quay lưng đi thôi. Quay lưng lại đây. Quay lưng cho cô quay. Dạ. Quay đổi cho cô. Đó. Rồi. Rồi. Ai quá. Đây cái xa rồi. Không nữa. Chứ không quên. Vào chưa chắc. Tại chưa vào được tớ thì mình đánh.
chỉ làm cái rách ngay lên. Dạ. Rồi quay vô đi. Dạ đi đăng ký chạy marathon luôn rồi. Rồi đau chỗ này đúng không? Dạ không, xin lưng. Xin lưng ngay đây phải không? Dạ. Rồi ok. Hỏi sướng chưa không nói được. Không, bây giờ cứ liền chứ, bây giờ cử động qua lưng cổ rồi sao rồi? Quá nhẹ. Đã. Đã không? Đứng lên thôi. Đứng lên. Bây giờ mình sướng quá ngồi riết hả? Đứng dậy đi. Rồi cử động rồi đi lại rồi. Đi lại. Đứng tay đi. Đó. Dạ, nó không đứng á. Mà đổ ra được không? Ừ. Thấy sướng quá nó ngồi hoài. Mà kéo cái tay như lên chơi coi đó. Rồi, hai tay chứ bộ. Rồi, ok. Con cảm tưởng sao? Thấy bị nặng đi không? Dạ không, con thấy nó, cái này nó đỡ nó hơn. Giống như nó không có bị đau lắm mà. Rồi trả về chỗ cũ rồi, thôi cảm ơn. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em? Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan, cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.